Xin chào các em, ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau đến với một tiết tập đọc mở đầu tuần thứ hai, tiết nối chủ điểm măng non. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ kể cho các em câu chuyện về hai bạn, Coretti và Enrico. Hai bạn chỉ vì một chuyện nhỏ mà cấu giận nhau, nhưng lại rất sớm làm lành với nhau. Điều gì khiến hai bạn nhỏ sớm làm lành với nhau và giữ được tình bạn? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài tập đọc Ai có lỗi. Trong tiết tập đọc này, chúng ta sẽ có 4 hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện đọc. Hoạt động 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc lại. Hoạt động 4, kể chuyện. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần luyện đọc nhé. Cô sẽ đọc mẫu một lần. Các em hãy lắng nghe và đọc hành theo cô. Ai có lỗi? Tôi đang nắng nót viết từng chữ thì Coretti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Coretti cười, đáp: mình không cố ý đâu. Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kêu căng. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Coretti một cái, đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dạ tôi, nói: cậu cố ý đấy nhé. Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: lát nữa ta gặp nhau ở cổng. Cơn giận lắng xuống, tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Coretti không cố ý chạm vào giữa tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu xước chỉ. Chắc vì cậu đã vác cuộn giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Coretti, nhưng không đủ can đảm. Tan học, tôi thấy Coretti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên. Ấy đừng! Coretti cười hiền hậu. Ta lại thân nhau như trước đi. Tôi ngạc nhiên, ngay ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Coretti nói: chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không Enrico? Không bao giờ, không bao giờ, tôi trả lời. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng, nào ngờ bố mắng. Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi, thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn. Theo Amici, Hoàng Thiếu Sơn dịch. Các em đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Ai có lỗi. Vậy, theo các em, bài tập đọc này sẽ được chia làm mấy phần? Chúng mình sẽ cùng thống nhất với nhau. Bài tập đọc này được chia làm 4 phần. Phần 1 tương ứng với đoạn 1 và 2, hai bạn nhỏ giận nhau. Phần 2 tương ứng với đoạn 3, Enrico hối hận. Phần 3 tương ứng với đoạn 4, hai bạn nhỏ làm lành. Phần 4 tương ứng với đoạn 5, bố mắng Enrico. Để đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này, các em hãy chú ý đọc đúng các từ khó có trong bài. Đầu tiên, các em sẽ chú ý cho cô hai tên riêng nước ngoài, Coretti, Enrico. Tiếp theo là từ nguệch. Tiếng nguệch có vần ướt. Từ cuối cùng là từ khỉu tay. Tiếng khỉu có vần yêu. Cô mời các em cùng đọc lại với cô các từ khó này nhé. Coretti, Enrico, nguyệt, khỉu tay. Bây giờ cô trò mình cùng nhau giải nghĩa các từ khó trong bài. Khi hiểu được nghĩa của các từ này, mình sẽ tìm hiểu bài dễ dàng hơn đấy các em. Trong bài này, cô thấy có các từ khó sau. Kiêu căng, cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác. Tiếp theo là từ hối hận. Buồn,
tiếc vì lỗi lầm của mình. Từ can đảm, không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm. Cuối cùng là từ ngay, đờ người ra, không biết nói gì, làm gì. Chẳng hạn như tôi đứng ngay ra vì quá bất ngờ khi nhận được món quà. Vậy là cô trò mình đã cùng nhau giải nghĩa và luyện đọc các từ khó. Ngoài các từ mà cô đã nêu, nếu các em cảm thấy còn từ nào khó đọc hoặc các em chưa hiểu rõ nghĩa, các em hãy ghi lại trong phiếu bài tập hoặc vào vở. Giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ giải thích và luyện đọc những từ đó nhé. Ngoài việc đọc đúng các từ có trong bài, chúng ta còn cần luyện đọc câu sao cho thật hay phải không nào? Trên đây cô có một câu văn dài. Các em hãy cùng cô luyện đọc câu văn này nhé. Trong câu văn này, cô nhấn mạnh các từ nắng nót, chạm khuỷu tay, nguệch ra. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu, các em hãy lắng nghe nhé. Tôi đang nắng nót viết từng chữ thì Coretti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Bây giờ các em hãy tự luyện đọc lại câu văn này một lần nữa nhé. Sau khi đã cùng nhau luyện đọc, chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, tìm hiểu bài. Hoạt động tìm hiểu bài sẽ bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên. Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần 1 của bài tương ứng với đoạn 1 và đoạn 2 nhé. Sau khi đã đọc xong, chắc là các em đã có câu trả lời rồi. Hai bạn nhỏ giận nhau vì Coretti vô ý chạm khuỷu tay vào Enrico, làm cho Enrico viết hỏng. Để trả thù, Enrico đã đẩy Coretti, làm hỏng hết trang viết của bạn ấy. Nhưng sau khi đẩy Coretti thì Enrico đã cảm thấy hối hận. Cô đố các em vì sao Enrico hối hận muốn xin lỗi Coretti? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần 2 của bài tương ứng với đoạn 3. À, sau cơn giận, Enrico bình tĩnh lại, nghĩ là Coretti không cố ý chạm vào khuỷu tay mình. Nhìn thấy vai áo bạn xước chỉ, Enrico thấy thương bạn, muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm. Vậy các em có tò mò hai bạn đã làm lành với nhau như thế nào không? Để biết được điều đó, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi: hai bạn đã làm lành với nhau ra sao? Các em hãy đọc lại phần 3 của bài tương ứng với đoạn 4 để trả lời được câu hỏi này nhé. Sau khi đọc lại, chúng ta đã biết câu trả lời. Tan học, thấy Coretti đi theo mình, Enrico nghĩ là bạn định đánh mình nên rút phước cầm tay. Nhưng Coretti cười hiền hậu đề nghị, ta lại thân nhau như trước đi, khiến Enrico ngạc nhiên, rồi vui mừng, ôm chầm lấy bạn, vì cậu rất muốn làm lành với bạn. Vậy là hai bạn đã làm lành với nhau rồi. Cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các em. Các em thử đoán xem Coretti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn. Các em hãy ghi câu trả lời của mình vào vở hoặc vào phía bài tập nhé. Còn cô nghĩ rằng Coretti đã chủ động làm lành vì cậu nghĩ Enrico là bạn mình không thể để mất tình bạn được. Tình bạn quả thật là một thứ đáng quý phải không nào? Khi về nhà, Enrico đã kể lại câu chuyện cho bố, nhưng bố lại trách mắng Enrico. Các em hãy đọc hàm phần 4 tương ứng với đoạn 5 và cho cô biết bố đã trách mắng Enrico như thế nào. À, bố đã mắng Enrico là người có lỗi, đã không chủ động xin lỗi bạn, lại giơ thước dọa đánh bạn. Theo em, lời trách mắng của bố có đúng không?
Vì sao bố lại trách mắng Enrico nhỉ? Thật ra, lời trách mắng của bố rất đúng đấy các em. Vì Enrico là người có lỗi, thì phải là người nhận lỗi và xin lỗi trước. Nhưng Enrico đã không đủ can đảm để xin lỗi bạn. Vậy, qua câu chuyện này, các em thấy mỗi bạn có điểm gì đáng khen? À, Enrico đáng khen vì cậu biết oán hận, biết thương bạn. Khi bạn làm lành, cậu cảm động, ôm chầm lấy bạn. Còn cô Reti đáng khen vì cậu biết quý trọng tình bạn và rất độ lượng nên đã chủ động làm lành với bạn. Qua câu chuyện này, các em đã học được điều gì nào? À, chúng ta phải biết nhường nhịn với bạn và phải biết dũng cảm nhận lỗi khi mắc sai lầm. Đó cũng là nội dung của bài học hôm nay. Vừa rồi, cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu bài. Bây giờ, để đọc bài đọc này trôi chảy và diễn cảm hơn, cô trò mình cùng bước sang hoạt động thứ 3, luyện đọc lại. Bước vào phần luyện đọc lại, chúng mình sẽ chú ý một điều, đó là giọng đọc của bài và lưu ý giọng đọc của từng nhân vật. Ở đoạn 1, các em sẽ đọc chậm rãi, sau đó chúng ta đọc nhanh và căng thẳng hơn ở đoạn 2. Lời cô Reti bực tức. Ở đoạn 3, chúng ta sẽ trở lại chậm rãi và nhẹ nhàng khi Enrico hối hận, thương bạn và muốn xin lỗi bạn. Ở đoạn 4 và đoạn 5, lời cô Reti dịu dàng, lời bố Enrico nghiêm khắc. Và đây chính là đoạn văn thứ tư mà cô đã lựa chọn để chúng ta luyện đọc sao cho thật đúng. Với những từ cô đã in màu vàng thì chúng ta hãy chú ý nhấn giọng khi đọc nhé. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu đoạn văn thứ tư này. Tan học, tôi thấy cô Reti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cái thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên. Ấy đừng! Cô Reti cười hiền hậu. Ta lại thân nhau như trước đi. Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô Reti nói, chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không Enrico? Không bao giờ, không bao giờ, tôi trả lời. Sau khi đã lắng nghe cô đọc mẫu, các em hãy tự luyện đọc lại bài đọc này nhé. Chúng ta đã cùng tìm hiểu một bài tập đọc rất hay và ý nghĩa phải không nào? Các em có muốn tự mình kể lại câu chuyện này cho gia đình và bạn bè nghe không? Để kể lại câu chuyện này thật hay và hấp dẫn, chúng ta cùng bước vào hoạt động kể chuyện. Các em hãy quan sát 5 bức tranh kết hợp với nội dung của bài tập đọc mà chúng ta vừa học để kể lại câu chuyện ai có lỗi. Các em hãy tập kể câu chuyện này thật hay và lưu loát. Sau đó kể lại cho người thân trong gia đình của mình cùng nghe nhé. Các em nhớ quay clip lại để gửi cho giáo viên chủ nhiệm của mình và các bạn cùng xem. Cô bật mí nè, muốn kể câu chuyện này thật hay, thật ý nghĩa thì các em cần phải kể đủ ý, đủ trình tự câu chuyện. Các em cần lựa chọn các từ ngữ thích hợp để diễn đạt các ý thành câu văn, bộc lộ cảm xúc của nhân vật một cách tự nhiên nhất. Đồng thời khi kể, các em cần phối hợp lời kể của mình với điệu bộ nét mặt để cho câu chuyện trở nên hay và hấp dẫn hơn các em nhé. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài tập đọc ngày hôm nay rồi. Câu chuyện ai có lỗi cho chúng ta thấy, chúng ta phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn. Trước khi tiết học kết thúc, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi để ôn lại nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Câu hỏi thứ nhất, cô Reti làm gì khiến cho Enrico nổi giận? A. Cô Reti nói xấu Enrico. B. Cô Reti vẽ lên vỡ Enrico. C. Cô Reti chạm vào khuỷu tay Enrico, làm cho cây bút ngoệt ra một đường rất xấu. À, đáp án chính xác của chúng ta chính là câu C. Các em giỏi quá!
Con hỏi tiếp theo. Andrew, cô đã làm gì để trả thù lại cô Rati? A. Andrew, cô giơ tay lên định đánh lại bạn. B. Andrew, cô đẩy lại cô Rati, khiến vợ cậu ấy bị hỏng một trang tập viết. C. Andrew, cô trách mắng cô Rati. Đáp án chính xác của chúng ta chính là câu B. Cô xin chúc mừng những bạn đã trả lời đúng. Câu hỏi cuối cùng, bố Enrico đã có thái độ gì khi nghe câu chuyện? A. Mắng cậu bé vì không biết nhận lỗi mà còn giơ thước dọa đánh bạn. B. Khen ngợi Enrico vì cậu bé đã làm bố hài lòng. C. Vui mừng khi biết rằng cả hai đứa trẻ đã làm hòa với nhau. À đúng rồi, đáp án của chúng ta chính là câu A. Bố đã mắng cậu bé vì không biết nhận lỗi và còn giơ thước dọa đánh bạn. Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng kết thúc tiết tập đọc rồi. Bây giờ chúng ta cùng bước sang tiết chính tả nhé. Bài này cô và các em sẽ trải qua 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên, nghe viết chính xác đoạn 3 bài Ai có lỗi. Nhiệm vụ thứ hai, làm đúng bài tập, tìm các từ chứa tiếng có âm uết và âm yêu. Nhiệm vụ thứ ba, làm đúng bài tập, chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào nhiệm vụ đầu tiên, nghe viết chính xác đoạn 3 bài Ai có lỗi. Các em hãy lắng nghe cô đọc bài chính tả nhé. Ai có lỗi? Cơn giận lắng xuống, tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là cô Rati không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu xước chỉ. Chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi cô Rati, nhưng không đủ can đảm. Theo Amici, các em hãy dừng video và đọc lại đoạn văn một lần nữa nhé. Sau khi đã đọc đoạn văn, các em hãy tìm tên riêng có trong bài chính tả. À, trong bài chính tả này có tên riêng là Goretti. Bây giờ, các em hãy cho cô biết tên riêng đó được viết như thế nào. Đúng rồi, tên riêng được viết hoa chữ cái đầu tiên và đặt dấu gạch nối giữa các chữ. Đây là tên riêng của nước ngoài nên có cách viết đặc biệt. Trong bài chính tả này có những chữ dễ viết sai, ta cần chú ý để viết cho đúng nhé. Chúng ta cần chú ý viết đúng tên riêng Goretti. Từ khuỷu tay, tiếng khuỷu có vần yêu. Từ vác củi, tiếng vác có vần ác, tiếng củi có vần ui. Cuối cùng là từ can đảm, tiếng can có vần an. Các em hãy dừng video và tập viết và vỡ nháp các chữ này nhé. Mỗi chữ các em nên tập viết 2 dòng cho nhớ. Vừa rồi các em đã được cô hướng dẫn rèn viết các từ khó. Cô đố các em tên bài chúng mình sẽ viết ở vị trí nào nhỉ? À, tên bài chúng mình sẽ viết ở giữa trang vở. Mình lùi vào 5 ô các em nhé. Để trình bày bài chính tả đúng, chúng ta nhớ viết hoa chữ đầu câu và tên riêng. Cuối mỗi câu có dấu chấm nhé. Bây giờ, các em hãy chuẩn bị bút, vở hoặc phiếu bài tập và nhờ bố mẹ đọc cho các em viết nhé. Sau khi các em đã viết xong bài chính tả, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Bài tập 2, tìm các từ ngữ chứa tiếng. A. Có vần uết, ví dụ nguệt ngoạc. B. Có vần yêu, ví dụ ngã khuỵu. Các em hãy bấm dừng video và thực hiện bài tập này nhé. Sau khi các em đã thực hiện xong bài tập, cô sẽ gợi ý cho các em một số từ ngữ chứa tiếng có vần uết.
đó là từ rỗng tuyết, bọc tuyệt, tuyệt toại, khuyết khoát. Và một số từ ngữ chứa tiếng có vần yêu là khỉu tay, khỉu chân, khúc khỉu. Chúng ta cùng bước sang bài tập 3. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Các em hãy bấm dừng video và thực hiện bài tập số 3 nhé. Sau khi các em đã làm xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa bài. Ở câu A, từ trong ngoặc đơn bao gồm từ 6 và 6. Cây 6. Chữ 6. Gạch đầu dòng thứ 2. Sẽ, sẽ. Sang, sẽ. Sẽ, gỗ. Gạch đầu dòng thứ 3. Sắn, sắn. Sắn, tay, áo. Củ, sắn. Ở bài B, gạch đầu dòng đầu tiên, chúng ta có từ căng, căng. Kiêu căng, căng dặn. Ở gạch đầu dòng số 2, chúng ta có từ nhằn, nhằn. Nhọc nhằn, lằn nhằn. Ở gạch đầu dòng thứ 3, chúng ta có từ vắng, vắng. Vắng mặt, vắng tắt. Qua bài chính tả này, các em đã nghe viết chính xác đoạn 3 bài Ai có lỗi. Cách viết đúng tên người nước ngoài. Tìm đúng các từ chứa tiếng có vần uyết. Yêu. Nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ nhầm lẫn như sờ, sờ, ăn, ăn. Như vậy, cô trò mình đã cùng nhau hoàn thành tiết học ngày hôm nay rồi. Nếu có gì thắc mắc, các em hãy ghi chú lại vào vở để thầy cô của mình giúp các em giải đáp nhé. Các em nhớ chuẩn bị bài cho tiết học sau nhé. Tập đọc bài Cô giáo Tí Hon. Các em nhớ đọc trước bài Cô giáo Tí Hon và trả lời các câu hỏi của bài nhé. Như vậy là tiết học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô thương chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi nhé.